Quang Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại giờ quý cô chú anh chị có thể thấy là có rất nhiều bà con cô bác đến đây để là thăm viếng cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trong ngày chủ nhật hôm nay. Thì buổi trưa quý cô chú anh chị có thể thấy là bên trong này có rất là nhiều bà con cô bác đang là chen chúc nhau để là cắm hương và thắp hương cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cho quý cô chú anh chị. Quá trời đông luôn. Ở đây là còn một số bà con khán giả còn đứng ở bên ngoài cái lề đường, chưa có vô trong nữa quý cô chú chị, tại bên trong quá là đông luôn rồi. Bà con quá đông, đi xe du lịch không quý cô chú chị. Một chị đi tới đây đông, tới đây mấy người chị? À, chị ngại quý cô chú chị. Cô mới tới đây hả cô? Cô đi gia đình hay sao? Gia đình cô gần đây không? Dạ, cô đi xe này đúng không? Hàng Duy mới thấy, mới vừa thấy đậu đâu quý chú chị. Có rất nhiều bà con nè. Tôi coi bán xe cô. Hình như là bán xe Sài Gòn á chú hả? Ở Sài Gòn ở quận mấy chú? Quận 7. Bữa giờ có đi đến đây lần nào cho chú? Dạ. Dạ. Cảm ơn chú ha, đã chia sẻ ha chú. Dạ. Quý cô chú anh chị, đây nè. Bà con đang rất là đông luôn. Đến đây nè. Có thể thấy là xe hơi không luôn. Bên trong thì rất là đông nhưng mà do có nhạc của quý chú anh chị nên mình khó mà đi vô trong đó được, đứng ở bên đây để là để chia sẻ cho quý cô chú anh chị, chứ bên đó là bên trong đó là nhạc không à, cho nên là đứng hơi xa và zoom lại cho quý cô chú anh chị xem ha. Đó, quá trời đông luôn, có thể là toàn cảnh bà con nè, rất là đông luôn. Vì mình sẽ cố gắng là nói lớn lên để là cho quý cô chú anh chị được rõ đó, là cập nhật cái tình hình hôm nay quá là đông luôn nè. Mấy cô chú vừa thắp hương ra là quý cô chú anh chị đây là những anh mới tới nữa nè, quá đông luôn, vừa tới nữa. À, con mắt mới tới hả chị? Hai chồng ở gần đây không? Anh em xin lỗi quá tầm bậy bà con. xin lỗi chị nha. Thường đi đến đây á, thường đi vợ chồng cho nên là chị mình cũng quên ha. Bà con cũng bỏ qua giùm. Anh em đến đây để thắp hương cho chú. Bên trong có thể nói là quá nhạc quá lớn cho nên là Duy Minh đứng ngồi đây và chia sẻ cho quý chú anh chị nha, chứ vô bên trong là không thể nào mà chia sẻ được đó, mà đứng xa để zoom lại cho bà con xem thôi chứ. Ông quý chú anh chị để Duy Minh di chuyển vào bên trong đó cho quý chú anh chị xem. Đây, chuẩn bị chú anh chị, đây là những cái vòng hoa quý chú anh chị, vòng hoa này của một vị khán giả đây quý chú anh chị, thế nào? Ồ, vòng hoa quá đẹp quý chú anh chị ơi, vòng hoa quá đẹp luôn, không biết của một vị khán giả nào mà hâm mộ. Quá đông bà con ơi, quá đông bà con ơi, thương nhớ cậu người nghệ sĩ của nhân dân. Bên kia thì kính viếng nghệ sĩ nhân dân Vũ Linh, còn bên đây thì thương nhớ cậu người nghệ sĩ của nhân dân quý chú anh chị. Phải nói là rất là đẹp luôn quý chú anh chị đó. Bà con cũng đến khá là đông luôn để
với chú anh chị, rất là đông luôn. Thương nhớ cậu người nghệ sĩ của nhân dân. Oh, phải nói nghe những câu một cái ấm lòng của chú anh chị rồi. Nghe một cái là mình rất là xúc động luôn, với mình là xúc động muốn với chú anh chị, muốn là thật sự là muốn không có thể dùng lời nào mà để tả được không với chú anh chị. Đó, quý cô chú anh chị có thể thấy là rất là đông bà con luôn. Đến đây. Chị đến đây hồi nào chị? Mắc cỡ quý chú anh chị. Có một số bà con đến đây cũng ngại mắc cỡ. Cô muốn khóc quý chú anh chị. Cô đến đây với ai cô? Cô đến từ đâu cô? Đồng Tháp hả? Con ở Đồng Tháp là sao dân Đồng Tháp lên đông dữ vậy? Cô ở Đồng Tháp ở chỗ nào? Dạ, còn con ở Tâm Nông. Dạ. Thì chỗ nhà cô đó vô vô Tâm Nông cũng gần. Dạ. Cô đi lên đây là với gia đình là hai đứa con mà cái này đi lên đây ở nó. Dạ. Mới lên đây ha. Dạ. Yeah. Cảm ơn cô ha, chia sẻ. Rồi mấy đi tới mấy người lên đây cô? Ba người hả? À là mấy chị này đó ha. Dạ. Yeah. Cháu chụp hình có một vị khán giả mà mới đem lại mò viếng cho chú Vũ Linh một cái vòng hoa rất đẹp luôn quý cô chú anh chị nè. Thương nhớ cậu người nghệ sĩ của nhân dân quý vị chú anh chị. Đó, một cái vòng hoa có thể thấy nè bà con, em mà quay cận cảnh cho bà con thấy nha. Đó, quá đẹp luôn quý chú chị ơi. Toàn là giờ mấy vị khán giả giấu tên không à, không có tiết lộ tên. Đó, quý vị chú anh chị, bên kia thì có một cái anh thấy không, kính viếng nghệ sĩ nhân gian Vũ Linh đó. Thì nghệ sĩ Vũ Linh á là chỉ đó mới là ưu tú thôi quý chú anh chị, nhưng mà được lòng nhân dân là nhân dân là tự phong cho là chú là danh hiệu là nghệ sĩ nhân gian luôn. Có bà con thì phong cho chú là người nghệ sĩ của nhân gian quý chú anh chị. Dạ, quý chú anh chị. Đó, bà con cô bác hôm nay là chủ nhật có rất đông bà con đến đây để viếng luôn. Đó, để là thắp hương. Có thể phải nói là ở ngoài kia là người ta phải là bảo vệ, phải là đưa xe di chuyển về cái nơi chỗ khác luôn. Mới là để kẹt đường đó quý chú anh chị. Này mấy chị em. Chị ở gần đây không chị? Nó từ Hoa Lan hả gì? Hả? Chị ở dưới từ Hoa Lan hay? À. Chị đi dưới cái chị kia phải không? À, vậy là cháu của con ha. Ờ, à, cái nhỏ ha. Mà chị đến đây thấy sao? Buồn hả? Trời ơi, chị nói buồn quá, muốn khóc luôn trời. Số bà con đi đến đây để chụp hình lưu niệm, kỷ niệm với chú, quý cô chú vậy. Ân nhờ ở đâu cho người. Đây nè quý cô chú vậy. Thì trên đó đang mở cái lo trong cái bộ cái vở cái luôn là Trần Minh đó quý cô chú vậy, cũng tên mình ngày xưa dựng bảy mình nữa. Ông nghe cái này ông khoái lắm, rồi ông đặt tên cho mình là kêu là ông hay gọi mình là Trần Minh đó quý cô chú vậy. Gọi kêu ổng kêu mình Trần Minh Củ Chuối không à. Đó là mình chết danh luôn, mình có cái tên là Trần Minh Củ Chuối luôn quý cô chú anh chị. Đó. Và mình ở nhà chỉ có tên là Minh thôi. Mà ổng kêu mình Trần Minh Củ Chuối, ổng thêm vô là mình chết danh luôn. Đó quý cô chú anh chị thì có thể thấy là những
bà con đến đây rất là đông và thắp hương cho chú quý của chú anh chị. Thì nhang thì hương thì còn rất là nhiều luôn, nhưng mà do là có nhạc cho nên mình phải tránh nhạc, đợi những cái đoạn nhạc ấy rồi mới là chia sẻ cho quý chú anh chị cũng thông cảm ha. Cho nên là có phần đứt đoạn video nó đứt khúc, thì Duy Minh đợi những đoạn nhạc nhắc lại Duy Minh mới chia sẻ với quý chú cho thông cảm ha, không có full được. Trần Minh ơi, quý của chú anh chị nghe cái thơ thảm, hơi thảm luôn, quý chú anh chị có thể thấy nè, quá đông bà con đến rồi, tới tiếp tục luôn, lúc nào cũng đông hết quý của chú anh chị. Đó thì anh hai anh em mà trực ngang ở đây vẫn là tiếp tục túc trực ở đây quý chú anh chị. Chung là chủ nhà, đây là những cái bánh này là mình dùng được quý của chú anh chị. Bánh này là dưới thanh long thì bà con đến đây thì đều dùng được, tại vì là những cái món quà, đây là những cái lọc của là chú đó, em ở đây cho mấy anh em ăn không có sao hết đó. Đó, quý của chú anh chị, số bà con ở cũng nghĩ mệt đã sao nè. Chị đến đây lâu chưa chị? Ở ngoài hả? Ở gần đây ha. Chị đây với ai? Dạ. Dạ dạ. Cảm ơn chị ha. Quá đông bà con đến rồi hôm nay nè. Đây nè, chắc gia đình thì của nghệ sĩ hay sao? Quá đông. Đi. Đó, ngoài kia thì có thể thấy là bà con cũng đang đi vào. Còn những bà con này thì đi ra để dạo một vòng xung quanh tất cả các nghệ sĩ. Ở gần đây cũng được thắp hương với chú chị, đó là cái niềm ấm áp chung cho tất cả nghệ sĩ ở đây với chú chị. Cái đoàn này là mới vô hả anh? Đi xe hình như là đi xe xịn đó ha. Đây xe xịn. Cái qua đồng cỏ nổi tụi con làm là trong mặt quý của chú anh chị là soạn giả Nhi Kiều đó quý của chú anh chị. Bà là một người rất là nổi tiếng ha. Quê quán đó là Bến Tre. Chào ông hay không? Ông hôm nay nhiêu tuổi mà thấy khỏe chứ không? 82. 82 tuổi. Không tin luôn á. Không. Là quý chú chị chú rồi rất là tốt tướng luôn. 82 tuổi mà đi thấy không? Khỏe khoắn bình thường. Đó. Rất là tốt tướng quý chú chị. Chú ở Sài Gòn à. À, chú áo trắng là 82 tuổi đó quý chú chị à. À, còn đi đến đây để là thắp hương viếng mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó, thật là cái niềm vinh hạnh cho chú, được tất cả bà con lớn tuổi từ bé đến lớn đều đến đây viếng chú hết à, chú rất là ấm lòng luôn quý chú chị. Dạ. Rồi dạ. Rồi Thanh Sang. Đây đủ mà. Đây là quậy nữa, quậy qua Thanh Quang ở đây. Chú Thanh Sang là bên đó cho con. Chú Thanh Sang đó. Dạ. Dạ. Không chú Hùng thì không ở đây, ở cái gì Cao Phước. Ở đây hết á. Giờ mấy cô với mấy ông về hay sao? Chúng mới về ha. Rồi con cũng xin chúc cho bà con mình, cô bác với ông được nhiều sức khỏe ha. Dạ. Nhớ vào Duy Minh Vlog xem nha. Rồi.
Cảm ơn bà con ha, xe bà ơi, khoan từ từ. Đây là những xe giá. Ai cơ cô? Thầy cũng nghĩ chút nó đi lên hả cô? Đi rồi hả cô? Có danh hài Dũng Nhí nữa quý cô chú anh chị. Mà đi đâu rồi không thấy nữa. Vậy là đi lên chung với là bà luôn hả? Ý là đi chung đoàn á. À, đi chung đoàn với có danh hài Dũng Nhí nữa qua không gái? Dạ, em biết nữa. Không biết hả? Cô đi chung với em là mới nói nó đi chung đoàn phải không? À, cảm ơn gái ha, dễ thương quá. Chắc là danh hài Dũng Nhí chắc đâu đây chứ. À, có danh hài Dũng Nhí nữa đó, đi chung bà nói có danh hài Dũng Nhí mà đi vòng vòng đâu đây nè. À, mình đi vòng vòng mình không biết danh hài Dũng Nhí có đi lại mấy cái chỗ mà những cái nghệ sĩ bên đây nè quý chú chị, để mình cũng chưa thấy danh hài Dũng Nhí ở bên ngoài nữa. À, ngoài đời nữa quý chú chị, mình cũng muốn xem và chia sẻ cho quý chú chị ha. Sao thấy như có chiếc xe rất là mới in qua bên kia, sao không thấy ta, không biết bên đây có không. À, hai chiếc xe đậu ở đây là quý chú chị, không biết có phải không. Cô nói cô đi chung đoàn, tất cả những bà con hồi nãy mình nói chuyện á, đó là những người có hoạt động nghệ thuật đó quý cô chú anh chị, nhưng mà mình không muốn hỏi sâu sợ người ta ngại nha quý cô chú anh chị ơi. Những người mới nãy á, bà con hồi nãy là những người hoạt động trong nghệ thuật không đó, người ta đứng kể có vở những cái vở tù mà cô diễn đó, thấy không, nghe không, nhưng mà không biết là ai thôi, tại vì đeo khẩu trang á quý cô chú anh chị. Mình xin đi lên đây để hỏi cô coi đợi ai nữa ha. Còn đợi ai nữa cô? Đi về ha. À, đi về ha. Chúc cô đi đường thuận lợi bên A thật nhiều may mắn ha. Yeah. À đúng rồi, nhớ cho đăng ký ha gái. Cảm ơn nha. Chú còn đợi ai nữa hay sao chú? Ông chứ là ông, tại vì ông thì đây là gì chưa chú còn được. Xui dạ. Ông năm nay chắc cũng xui, nếu mà xui là cũng lớn tuổi rồi đó. À 79 rồi, còn tuổi đâu còn trẻ, còn gọi là chú. Con xin lỗi ha. Dạ. Dạ con xin chúc mấy chú thân nhiều sức khỏe ha. Dạ. Để con đi vô trong đây để chia sẻ cho bà con trong cái ngôi mộ của chú, quý của chú anh chị. Đây nè. Giờ này cũng vẫn còn bà con cô bác đến đây, ngày thì càng đông quý của chú anh chị. Đây tới chiều không biết là như thế nào. Thì chiều nay Duy Minh cũng sẽ thắp những cái nén hương cho quý cô chú anh chị vào cái buổi chiều ha. Quý chú anh chị thì có những khi mình thắp hương cũng không có quay được thì bà con cũng thông cảm ha. Bên kia là có đó. Đây là chị đang soạn. Ồ, chị mới đến hả chị? À, chị mới mua những trái cây. À, dọn phụ anh giữ mẫu ha. À. Quý cô chú anh chị thì có thể thấy là những cái phần gác ghế rồi thì những anh
giữ mộ ở đây, người ta sẽ thu dọn dần dần và đến cho khi tới chiều thôi. Hôm nay là chủ nhật cho nên là khá là nhiều những cái phần gác đó của chú anh chị, những cái bọc đồ, chủ yếu là bọc nhiều của chú anh chị với vỏ trái cây. Ở đây là công việc của anh hàng ngày của chú anh chị đó. Dù bữa nay chủ nhật nhưng mà anh cũng vẫn đi làm để là làm thêm để là kiếm được những cái đồng lương để nuôi gia đình ha quý chú anh chị. Để còn bên kia thì cũng vẫn thấy là bà con vẫn đến tới hoài luôn, rất là nhiều bà con đến quý chú anh chị. Giờ anh gom anh đem ra ngoài cái hướng bên kia kìa, đem ra chiếc xe đó phải không, đem ra xe đó xong cái chạy ra ngoài kia có cái đống cái chỗ mà khu vực để gác đâu quý chú anh chị đó. Đây đem nó, đem ra đó để là đem ra cái hướng bên đó là có cái khu vực để dành riêng để những cái rác thải, xong những xe rác thải sẽ vào đây và chở ra ngoài kia để xử lý nha quý chú anh chị. Cái mộ của chú Vũ Linh ấm cúng hay là sạch hay không là cũng do một phần là hai anh em coi mộ ở đây người ta làm túc trực ở đây quý chú anh chị. Chung là rất là ảnh rất là hèn quý chú anh chị, ảnh hèn lắm, ảnh hèn khô. Từ bữa giờ mà vô đây mình chưa nghe ảnh nói động địa gì tới ai hết quý chú anh chị. Có thể thấy là nừ hèn đã mà sao lựa vô đây được hay ha. Có phúc đức để là đứng ở đây túc trực mộ của chú cũng có một thằng phước nha quý chú anh chị. Đó nó bụng quá này quý cô chú vậy, rất đông bà con đến đây chào cô ha. Cô đến đây với ai cô? Dạ đi đi mấy người cô? Hai chị em hả? Tượng gia lên đây luôn. Rồi quý vậy hả? Cảm ơn hai con ha. Đây bà con cũng đến đây này, anh trai này cũng đang thắp hương chú nè. Ủa anh đến từ đâu anh? Ở đây thắp hương chú hả? Bình Dương hả? À bữa giờ anh có lên đây thắp hương chú lần nào chưa? À rồi, anh đi với ai anh? Vợ anh hả? À đây ha. Rồi cái chú chị hai vợ chồng thì thắp hương chú. Có thể thấy rất là nhiều hoa quả luôn, thì mình sẽ vô quay cận cảnh cho quý cô chú chị xem nhé. Thì quý cô chú cũng vậy, thì nãy giờ rất là đông luôn, nắng hôi quá bà con mới đi về và đi qua bên phía đó đó quý cô chú anh chị. Có thể thấy nè bà con đi ra trước ngoài đây luôn và nghỉ mệt đó, rất là đông bà con đi ra đây nè. Để mình ra đây mình chia sẻ cho quý cô chú chị ha. Nhiều bà con hơi nắng, trưa nắng quá cho nên là phải đi ra đây nghỉ mệt đó quý cô chú anh chị. Bà con tập trung ở đây có hai em bé luôn đây. Wow, chào chào hai đứa con trai nha. Oh, trai của chị hả chị? hai đứa đã rồi không đừng ơi. Thắp hương cho chú chưa gì rồi? Đúng rồi hả, mấy anh em mặn gần đây cái gì? À vàng ha. Bữa đông quá trời đông rồi, muốn đi mà đi không được. Với mình làm công ty cho nên không có thời gian ha. Nay chủ nhật mấy anh em vợ chồng con cái gì cũng đi đến đây để quyến. Thích tổng lắm hả? Có mà thuộc cái bài nào không? Thuộc bài nào của ổng không? À vậy hả? À đúng rồi. Rồi thấy cây bàn cào của bàn cào chưa chớ luôn chị.
Không, bà con chưa nắng quá ra đây nghỉ mệt, cúng xong rồi quý chú chị xong rồi ra đây nghỉ mệt rồi tí nữa về. Chúc gia đình mình đi đường thuận lợi bình an nha anh, thì gặp nhiều may mắn trong công việc suôn sẻ ha. Cảm ơn chú ơi. Ôi nón của con rồi nón kìa. Bye bye chú nha. Ồ bye bye. Vô thắp hương cho bye chú. Có vô thắp hương cho ông chưa, ông Hoàng chưa? Rồi rồi chúc mấy anh em vợ chồng đi về thuận lợi bình an nha. Rồi còn bên đây nữa là quý chú chị, bên đây cũng vậy, bên đây là bà con khán giả người ta cũng rồi nè, chưa nắng người ta phải rút qua đây như là như có cái tiếng mà nó hơi ồn cho nên bà con rút ra đây để là bà con đứng ngồi đó mệt chờ. Ủa anh đi đây với ai anh? Với mẹ hả? Với bà ha? Bà năm nay nhiêu tuổi bà? 60 hả? Vậy là nhỏ hơn chú Linh rồi. Lại đây thắp hương cho chú ha. Bà có vô thắp chưa? Dạ. À, hôm nay bà thấy sao rồi, thấy cái khán giả đến đông không bà? Dạ. Ngày xưa bà hay có nghe chú Vũ Linh hát cho nên là bà đến đây bà thích bà đến đây ha. À, bà có nhớ những cái tù nào mà của chú đóng mà hay nhất không bà? Dạ nhưng mà cũng vẫn thích chú ha. Dạ con cảm ơn bà ha. Ở đằng kia cũng có một gia đình cũng đang ở đó quý cô chú anh chị, hãy vô đây để chia sẻ cho quý chú anh chị ở đây thì đó. Ôi quý cô chú anh chị, lúc nào chút xíu là có người đến, khán giả đến chút xíu là có người đến là quý chú vậy, luôn lúc nào cũng vậy hết. Có cả là em bé là youtuber tương lai quý chú vậy đó, em bé đó quá trời luôn, ông hoa luôn. Nói chung là mình chia sẻ mà rất là mừng luôn, được bà con cô bác đến đây mà thăm viếng chú là rất là mừng, rất là vui đó. Hôm qua thì có một vị khách rất là đẹp đến từ nước ngoài quý chú chị, đó là người Pháp đó, đó quý cô chú chị, rất là đông bà con lại đến tiếp tục luôn. Đó, quý chú chị càng ngày càng đông, lúc nào cũng đông hết. Bà con nói đến đây hồi sớm có một số bà con là khóc luôn, ngồi bên đó khóc gắt luôn quý chú vậy. Càng ngày càng đông, trưa nay thấy quá đông thấy anh, trưa nay mà thấy cơ thấy không, bà con quá trời luôn. Trời rất là độ nắng đó, là độ rất cao nhưng mà vẫn khán giả đến rất là nhiều luôn nha cả nhà. Tên của anh là cái gì? Khang TV. Khang TV ủng hộ cho Khang TV chú chị. Ồ cái nhà gì to quá à. Nhà rất là to luôn cả nhà. Ồ có vị khách này giống người Ấn Độ quá. Người Hoa hả anh? Người Đội giống người Hoa. Dạ, giống người Hoa. À, quý chú chị mày thấy là càng ngày càng đông quý chú chị ơi đó, thì do có nhạc thôi quý chú chị nên là mình cũng lại tiếp ở đây. Chắc là Duy Minh cũng xin là kết thúc video tại đây quý chú chị ơi. Nếu bà con cô bác thấy Duy Minh sẽ có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký cũng như ủng hộ kênh theo quý chú chị. Thì trước khi kết thúc video, Duy Minh xin tặng cho bà con một cái lời chúc thật là nhiều sức khỏe. Hả? Quý chú chị
và nhớ ủng hộ kênh của Duy Minh nha bà con. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi ạ. Chào bà con, hẹn bà con lại một cái video tiếp theo ạ.